cô chú anh chị trong hệ thống Zoom S69. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Hoan, em đến từ Bắc Ninh ạ. Em chia sẻ về sản phẩm. Trước kia thì em có bị xương khớp hơn 2 năm và em đi chữa rất là nhiều nơi nhưng không khỏi. Thì qua một bạn quý ở Sơn La giới thiệu cho em biết đến Simody, thì em chỉ có dùng một bộ sản phẩm chuyên về xương khớp cái thôi. Cái gì đám? Nhưng mà em đã chữa được 4 bệnh tiếp theo của em ạ. Có nghĩa là em chỉ dùng một bộ chuyên về xương khớp nhưng mà em đã khỏi được 4 bệnh. Đó là không những khỏi về xương khớp, khỏi về dạ dày, rồi giảm được cân, rồi cả hạch nách em cũng khỏi được luôn ạ. Đấy là cái sản phẩm của CBD rất là tuyệt vời. Mình chỉ có chữa mỗi có xương khớp thôi nhưng mà 4 bệnh tiếp theo của mình cũng khỏi theo luôn ạ. Thì không ngờ là mình có một cái hòn hạch ở nách rất là to 24 năm mà bây giờ dùng sản phẩm CBD mới được có 2 tháng 21 ngày. Mình bước chân vào CBD đến bây giờ là 2 tháng 21 ngày thì mình đã khỏi được 4 bệnh. Đấy, rất là vui và nên là chia sẻ đến cho mọi người biết là vào cái CBD này, cái sản phẩm của nó rất là tuyệt vời. Cân nặng của mình 64 cân mà bây giờ mình còn 59 cân. Và đấy là mình không hề dùng cái bộ sản phẩm của giảm cân đâu, mà mình đã giảm được là 6 cân và cái vòng eo của mình đã giảm được là 9 phân vòng eo. Đấy là mình chỉ có dùng xương khớp thôi nhá, chứ mình không có hề dùng bộ giảm cân này, mà mình cũng không hề dùng cái bộ mà để chữa được hạch đâu, mà mình khỏi hạch luôn. Mà dạ dày của mình cũng như thế, mình không có hề dùng bộ dạ dày mà chỉ dùng duy nhất bộ xương khớp thì mình đã khỏi được từng đấy bệnh của mình đấy ạ. Xin hết ý kiến ạ. Vâng, cảm ơn chị Thoan. Nếu mọi người thấy không ạ, sản phẩm của Sibri chúng ta thì không phải là sản phẩm chữa bệnh, bởi vì chúng ta biết là để mà chữa được bệnh thì đã có các y bác sĩ rồi, đúng không ạ, đã có bệnh viện rồi. Và Sibri chúng ta chỉ là những cái dòng sản phẩm thảo dược và giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe, thải độc tố trong cơ thể. Và thật kỳ lạ là tại sao mà khi sử dụng cái bộ sản phẩm này thì tất cả những cái vấn đề mà trong cơ thể chúng ta đều được giải quyết hết. Thì khi mà mọi người tham gia vào Sibri, các bạn sẽ được tham gia vào các cái chương trình đào tạo sản phẩm chuyên sâu, thì các bạn sẽ biết được là tại sao mà cái Sibri nó lại tuyệt vời như vậy. Và hầu như tất cả những người mà đã sử dụng Sibri rồi thì đều có niềm tin và niềm yêu rất là tuyệt vời, giống như chị Thoan. Gần như là sau 2 tháng sử dụng, chị đã lột xác từ cái vóc dáng cơ thể bên ngoài, cũng như là các vấn đề sức khỏe của chị đều được cải thiện rất là rõ rệt. Và chắc chắn là mọi người biết là thực phẩm nó giống như thức ăn của chúng ta hàng ngày, giống như cơm, giống như rau, giống như gạo cũng như vậy. Và chúng ta hãy ăn nó thường xuyên, ăn nó hàng ngày thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe và có một cái sức khỏe tuyệt vời lâu dài. Và chúng ta sẽ đã nghe được những cái chia sẻ từ một bác lớn tuổi này, một bạn thanh niên này, một chị phụ nữ này. Đấy, tất cả mọi đối tượng chúng ta đều có thể sử dụng được Sibri. Và mọi người có thấy không ạ, chị Thoan thì ở Bắc Ninh mà cái người giới thiệu cho chị thì lại ở tận Sơn La. Thế thì điều gì mà đã kết nối cho những con người đấy với nhau? Và tại sao cái công việc kinh doanh này nó lại có thể như vậy? Nếu như ngày xưa kinh doanh truyền thống Hạnh chỉ có thể là bán cho những khách hàng mà họ ở tại cái địa điểm mà Hạnh sinh sống thôi, làm sao mà Hạnh có thể bán được cái sản phẩm đấy cho những cái người ở xa và những cái người mà mình không quen biết? Thì cái công cụ Sibri nó cực kỳ thông minh, và để kinh doanh nó một cách hiệu quả nhất thì ngay sau đây Hạnh sẽ giới thiệu một người thủ lĩnh vô cùng tuyệt vời, cũng là một bạn trẻ vô cùng năng động và tập trung cùng với Sibri với khoảng thời gian là hơn 3-4 năm. Thì bạn đã bây giờ hiện tại đang là cái danh hiệu thủ lĩnh quốc gia rất là tuyệt vời, và bạn cũng là một bà mẹ bỉm sữa vừa mới sinh xong. Thế nhưng mà không giống như những bà mẹ khác là vừa sinh xong thì chúng ta rất là tất bật. Nhìn cái hình ảnh phụ nữ sinh xong thì mọi người có thể cảm nhận được không? Nhưng mà ở bạn thì luôn luôn có một cái phong thái rất là ung dung, chăm con nó cũng rất là nhàn. Và chúng ta sẽ nghe chia sẻ cái cách kinh doanh của Sibri như thế nào. Thì Hạnh xin mời lên đây thủ lĩnh Phan Hiếu ạ.